Xin chào quý vị các bạn, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một cục sạc đến từ chất lượng Nhật Bản, đó là thương hiệu Denso với model là F17. Chúng ta sẽ có một đầu vô là 5V và 2mA, và đầu ra thì chúng ta sẽ có tổng cộng cũng là hai đầu luôn, đó là 5V và 1mA, và đầu thứ hai là 5V và 2,1mA. Thì thời gian sạc của cái cục sạc pin dự phòng này có thể lên từ 6 đến 8 tiếng, và khối lượng của nó chỉ có 180g mà thôi, khá là nhỏ. Và nó có những cái điều khá là hay trong cái thiết bị này, đó là có khả năng sạc nhanh nè, và màn hình LCD để thông báo thời lượng pin, và một thiết kế rất là thời trang, một túi chống sóc được làm khá là đẹp. Ngoài ra thì nó còn có thêm cả cổng sạc micro USB và một sách hướng dẫn bằng tiếng Việt. Chất liệu nhựa của chiếc Denso F17 này thì chất liệu nhựa này là nhựa sần và nó nổi hẳn lên. Lúc đầu mình nghĩ cái chất liệu này nó khá là dơ, nhưng mà thật sự không phải, nó tốt hơn rất là nhiều và nó ít để lại dấu chân tay. Ngoài ra nó có một phần hiển thị hình ảnh ở góc bên phải màn hình mặt trước, thì chúng ta chỉ cần ấn nút một cái góc bên tay phải đó, ấn vào thì nó sẽ thể hiện cái số phần trăm. Ở túi chống sóc này có một phần được khoét vào sau, thì chúng ta chỉ cần để vào và không cần phải mở lấy cục sạc ra thì vẫn có thể cắm cáp vô sạc trực tiếp được. Điều này rất là tiện dụng. Và mọi chi tiết sản phẩm về mức giá các bạn có thể truy cập vào website www.dinoviet.vn hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 2006. Xin chào và hẹn gặp lại.